Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2 nhé. À, chúng ta sẽ ôn tập về câu lệnh lập. Đầu tiên cô sẽ ôn cho mình về câu lệnh lập. Thì mọi ngôn ngữ lập trình đều có cách để chỉ thị cho máy tính thực hiện cấu trúc lập với một câu lệnh. Đó là các câu lệnh lập. Ở à, câu lệnh lập for do. À, chúng ta chỉ có thể sử dụng câu lệnh lập for do à, khi đã biết trước số phòng lập. À, Cú pháp là for biến đếm hai chấm bằng giá trị đầu, tu giá trị cuối, đu câu lệnh chấm vẫy. À, thì trong đó, for to do đó là các từ khóa, biến đếm là biến kiểu nguyên, giá trị đầu, giá trị cuối là các giá trị nguyên. À, và giá trị đầu sẽ bé hơn hoặc bằng giá trị cuối. Ở số vòng lập thì bằng giá trị cuối trừ giá trị đầu, cộng 1. Lập với số lần chưa biết trước. À, khi mà số lần lập à, chưa có biết trước thì chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh lập là while do à, với cú pháp là while điều kiện do câu lệnh chấm phẩy. Thì trong đó điều kiện thường là một phép so sánh. À, câu lệnh có thể là câu lệnh đơn giản hay câu lệnh ghép. À, câu lệnh ghép là nhiều câu lệnh đặt trong cặp từ khóa begin và end chấm phẩy. À, cách thực hiện của lệnh lập while do như sau. À, có hình chúng ta thấy ha. À, bước 1 là kiểm tra điều kiện. Bước 2, nếu điều kiện sai thì câu lệnh bị bỏ qua và việc thực hiện lệnh là lặp kết thúc. Còn nếu điều kiện đúng thì câu lệnh được thực hiện và quay trở lại bước 1. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn cho các em phần bài tập nhé. À, bài tập số 1, à, các em hãy nhấn nút tạm dừng lại để làm bài tập số 1 này nha Rồi, đây là hướng dẫn giải. Thì cú pháp của câu lệnh lập for do như sau. For biến đếm 2 chấm bằng giá trị đầu tu giá trị cuối do câu lệnh chấm phẩy. À, còn câu lệnh lập while do thì là while điều kiện do câu lệnh chấm phẩy. Câu lệnh ghép thì nhiều lệnh đặt trong cặp từ khóa begin và end chấm phẩy. À, số vòng lập trong câu lệnh lập for do là biết trước và bằng giá trị cuối trừ giá trị đầu cộng 1. À, mọi ngôn ngữ lập trình đều có cách để chỉ thị cho máy tính thực hiện cấu trúc lập với một câu lệnh, đó là các câu lệnh lập. Chúng ta cùng qua câu số 2. Chọn mỗi nội dung ở cục B thích hợp nhất với nội dung ở cục A vào điền vào cột A cộng B. Rồi, ở các em xem nha. Nhấn nút tạm dừng để mình làm bài tập nhé. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em cùng làm. For do, là câu lệnh lập với số lần đã xác định 1J. Biến đếm là biến kiểu nguyên 2F. Lệnh delay chờ trong một khoảng thời gian xác định 3C. Câu lệnh ghép. Nhiều lệnh đặt trong cặp từ khóa begin và end chấm phẩy 4B. Điều kiện thường là một phép so sánh 5H. Câu lệnh có thể là câu lệnh đơn giản hay câu lệnh ghép 6E. Phép tóm mod kiểm tra tính chia hết. 7G For to do là các từ khóa 8D Lập với số lần chưa xác định Sử dụng lệnh lập while do Giá trị đầu, giá trị cuối Là các giá trị nguyên 10A Bài số 3 Đánh dấu ít để xác định xem câu lệnh lập là đúng hay sai Các em nhấn nút tạm dừng để mình làm bài tập nha Rồi, cô hướng dẫn mình giải bài tập 3 nhé. À, cô sẽ nhắc lại một chút xíu về cú pháp của for do là for biến đếm hai chấm bằng giá trị đầu, tu giá trị cuối, do câu lệnh chấm phẩy. À, trong đó thì giá trị đầu, giá trị cuối nó phải là các cái giá trị nguyên. À, giá trị đầu sẽ bé hơn hoặc bằng cái giá trị cuối. Cho nên ở đây chúng ta thấy câu 1, câu 2 không có gì sai hết, đúng. Câu 3 thì giá trị đầu nó lớn hơn giá trị cuối mà nó cũng không phải là một giá trị nguyên sai. Câu 4, for m 2 chấm bằng 1 thiếu dấu 2 chấm. Câu 5, à, do tổng 2 chấm bằng tổng cộng j chấm phẩy, ở đây là câu lệnh thiếu dấu 2 chấm. Câu 6, à, 6.8 không phải là một giá trị nguyên, sai luôn. Rồi, bây giờ mình qua từ câu 7 đến câu 12 là sẽ là while. Điều kiện đu câu lệnh chấm phẩy Thì cái điều kiện là một phép so sánh Cho nên nó không có cái dấu hai chấm nha Còn câu lệnh nếu là cái phép ghé Thì nó phải có cặp dấu 2 chấm bằng Rồi cho nên câu 7 chúng ta thấy While h 2 chấm bằng 5 Dư dấu 2 chấm sai Câu 8 Không có gì sai hết Câu 8 đúng Câu 9 đúng à, Câu 10 đu s 2 chấm bằng 1 Thiếu dấu 2 chấm Câu 11 Uh, S2 chấm bằng S 1 thiếu dấu 2 chấm. Và đây là câu lệnh ghép nó thiếu luôn cho N chấm phẩy. Sai. Câu 12. À, uh, không có gì sai hết. Câu 12. Đúng. Câu thứ tư à, uh, Điền vào dấu 3 chấm để hoàn thành các bài toán sau. Rồi các em nhấn nút uh, tạm dừng để các em làm bài tập này nha. Rồi bây giờ cô hướng dẫn à, giải sửa cái câu số 4. Cho câu lệnh lập wow, s mod y khác 5, được y 2 chấm bằng y cộng 1. Thì ở đây điều kiện chính là uh, s mod y khác 5 và câu lệnh chính là y 2 chấm bằng y cộng 1. Chấm phải ha. Rồi câu B thì điều kiện là t mod j bằng 0 và câu lệnh là đếm 2 chấm bằng đếm cộng 1. Rồi câu C À, thì đây biến đếm chính là biến y, giá trị đầu là 2, giá trị cuối là 20. À, số vòng lặp thì chúng ta lấy 20, trừ 2 cộng 1 là bằng 19. Chúng ta qua câu số 5, điền vào dấu 3 chấm để được đoạn chương trình đúng của bài toán sau. À, các em nhấn nút tạm dừng để mình làm bài tập nhé. Rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn mình làm bài tập số 5. À, tính tổng các số từ 1 đến 100. Như vậy thì for y sẽ chạy từ 1 đến 100. Sẽ nhận giá trị từ 1 đến 100. À, tổng 2 chấm bằng tổng cộng y. Tương tự như vậy, à, tính tích các số từ 1 đến 30. À, thì tích ở đây người ta đã khởi tạo là 1. Như vậy thì à, y sẽ nhận giá trị từ 1 đến 30. Và tích sẽ bằng tích nhân y. Tương tự như vậy, câu C. Ở đây mình thấy là tổng lớn hơn hoặc bằng 23. Cho nên thì chỗ điều kiện nó sẽ là wow, tổng bé hơn 23. Và mỗi lần lặp như vậy thì biến n được tăng lên 1 đơn vị. Câu D. À tương tự như vậy thì chúng ta có tích bé hơn 110 và mỗi lần lặp thì n tăng lên 1 đơn vị. Câu số 6. Viết chương trình nhập một số tự nhiên n từ bàn phím, in ra n có là số nguyên tố hay không. Rồi, ở đây cô có một cái chương trình rồi, còn một số cái chỗ trống cô chưa có điền, các em nhấn nút tạm dừng và điền nha. Rồi, thì đây là cái bài hướng dẫn của cô. À, mình khai báo hai biến là biến n và biến y à, kiểu dữ liệu là số nguyên à, nếu mà n bé bằng một thì mình in ra n không phải là số nguyên tố còn ngược lại à, mình cho cái biến y à, một nhận một cái giá trị là hai và nếu như mà n không chia cho y thì mình tăng biến y lên một đơn vị cho đến khi mà chia hết thì nó dừng khi dừng như vậy nếu mà y à, bằng n thì mình in ra n là số nguyên tố còn ngược lại thì mình in ra n không phải là số nguyên tố. Rồi, chúng ta qua à, câu số 7. Sử dụng câu lệnh lập for do trong Pascal thể hiện các cái nội dung sau. Rồi các em nhấn nút tạm dừng các em làm bài tập nha. Rồi, hướng dẫn giải của cô. Để ra màn hình 50 lần chữ computer như trong hình minh họa, thì mình sẽ sử dụng vòng lặp là for i 2 1 to 50 do right line ra chữ computer. Rồi, tương tự như vậy, ở in ra 5 lần tên Hoa Thần Vũ hay là in ra màn hình 4 lần ngày 26 tháng 2 năm 2022 và in ra 100 lần số 15 như trong cái hình minh họa của mình. Chúng ta nhớ sử dụng cái câu lệnh right line để cho nó xuống hàng nha. Rồi, các em xem video nhiều lần để hiểu bài, làm các bài tập từ 1 đến bài 7 trong video. Chúc các em ôn tập và làm bài thật tốt nhé. Chào tất cả các em.